chào đón quý vị đang đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin được cảm ơn nhãn hàng Alabio, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người bệnh đái tháo đường, đã đồng hành cùng với chương trình. Có lẽ trong một cái chặng đường rất dài, chương trình của chúng tôi là người bạn thân thiết với những mẹ chồng nàng dâu. À không, thân thiết với cả gia đình luôn. Đôi khi mình cảm giác là mẹ chồng nàng dâu nó không còn khoảng cách nữa, nó trở thành là mẹ ruột con ruột luôn. Và ở đó chỉ có tình thương yêu với nhau thôi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Mấy người bạn hỏi, ê hỏi thiệt Lan về vấn đề chăn gói Lan như thế nào. Anh đâu biết gì đâu. Cái ông chồng nó vợ nằm như cục gạch. Cái xong mấy nhỏ bạn nói, đúng rồi, mày vậy thì mất chồng. Mấy nhỏ bán cà phê hả, trời ơi nó điêu luyện kinh khủng. Xin mời. À chào cô. Dạ con chào cô. Mời cô ngồi. Mời em gái ngồi. Dạ chào dạ. Chị, xin mời chị ạ. Chương trình rất vui được chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình. Dạ. À, bây giờ xin mời cô giới thiệu mình cho mọi người được biết ạ. À, chào MC Quyền Linh, dạ. Chào MC Lê Lộc. Dạ. À, chào các khán giả và các khán giả đang xem đài. Tôi là Lê Mộng Lan, sinh 1961. Rồi dạ. Hôm nay tôi đến tham gia chương trình. Tôi đi cùng với mẹ ruột tôi và bà dì ruột và người cháu tôi nữa. Chào đại gia đình. À. Dạ. Vậy là có mẹ dưới mẹ là nhiêu? Dạ mẹ 84. À. Dạ. Chào bà. Chào dạ. hai bà. Dạ. À. Xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, chào Lê Lộc với lại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Vi, sinh 1988. Hiện tại là công việc của chị là gì ha? Công việc của mình ở nhà nội trợ. Mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu lâu rồi? À, mình cưới năm 2015. Dạ. Bây giờ cũng được 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Chắc là mình có em bé rồi chứ ha? Dạ, em sinh đôi một trai một gái. Wow. Wow. Hai bé lớn chưa chị? Dạ, tuần sau là sinh nhật 4 tuổi ạ. Wow. Dạ. Trời ơi, thích quá à. Cái ngày mà cô gặp con dâu tương lai của mình đó, cô cảm giác thế nào về cô gái này? Ngày đầu tiên mà tôi gặp Vi á, thấy Vi cũng hiền, dễ thương. Nhưng mà tôi có nói với con trai tôi đó, Vi thì mẹ thấy hiền, dễ thương nhưng mà Vi hơi nhỏ con. Thì Trí cười cười, không nói gì hết. Rồi sau cái dần dần hai đứa nó tìm hiểu, nó quen nhau thì thấy Vi cũng thấy chấm cũng được tốt. Thì mình mới để cho hai cháu nó dần dần tìm hiểu, nó tiến tới. Hai đứa quen bao lâu thì mình cưới cô? Hai đứa nó quen chắc cũng khoảng dạ 3 năm. Gần 3 năm. Chú. Em không biết là chị có nhớ cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng của chị không? Lần đầu tiên gặp thì mình sợ lắm. Tại vì quen hồi giờ là toàn ở ngoài đầu hẻm không à. Để chở nhau đi chơi thôi, chứ chưa có dám vô nhà. Sau khoảng cỡ 2 tháng là ảnh dắt về nhà. Hồi đó về chị cứ ngồi vậy nè, hỏi cái gì trả lời cái đó thôi. Không dám nhìn luôn. Dạ không dám nhìn luôn. Mới đầu thì sợ, nhưng mà nói chuyện tiếp xúc rồi thấy mẹ rất là thoải mái luôn. Thấy mẹ cũng dễ thương, mẹ dễ thương lắm. Rồi quen 3 năm như thế, mẹ có cho cưới không? Tôi xin trả lời với chú như thế này. Tại vì trước khi mà quen Vi á, là Trí đã có quen một cô gái. Thì trong khi gia đình hai bên 5 năm quen thì đã chọn ngày cưới rồi. Thì trong thời gian đó cái cô kia với lại con tôi đó có tạm thời xa nhau nửa năm để tự mình nghĩ lại nó có nên tiến tới hay không. Yeah. Thì trong thời gian đó đó tôi rất là phân vân. Tôi thì khuyên Trí nên trở lại với cái cô kia. Mà mấy anh nó nói thôi để tự Trí nó lựa chọn mẹ. Thì tôi khuyên cô kia về lập gia đình cho thật tốt. Thì tôi hứa tôi coi cổ như con gái. Thì trong lòng tôi lúc nào tôi cũng nghĩ cổ là đứa con gái của tôi. Tôi không bao giờ tôi quên được cái kỷ niệm mẹ con ở chung với nhau. Nhưng mà khi tôi gặp Vi, tôi vẫn thương Vi giống y chang như cô đó. Tại vì Vi nó cũng có nhiều điểm dễ thương. Thì tôi rất khó xử. Khi đó tôi để quyền cho con trai tôi tự quyết định. Chứ bên nào cũng thương như nhau. Tôi rất thương. Bên kia đã có một lời hứa rồi. Nhưng mà trong hai phải chọn lại một. Đúng rồi. Thì trong khi đó Trí nó nói thôi mẹ ơi bây giờ con lại thích hợp với Vi. Bởi tôi cũng có cái nỗi khổ lắm. Rồi đành chấp nhận cho cô kia khuyên về lập gia đình. Khi con lấy chồng mẹ mới dám cưới vợ cho Trí. Thì đúng tôi thực hiện. Khi hay tin cô kia của lập gia đình, tôi mới cưới vợ cho Trí. Trong thời gian chờ 3 năm là vì lý do đó. Một tình yêu kéo dài 3 năm như thế, như khi chuẩn bị cưới đó mà mẹ chồng nói tương lai nói như thế thì cảm giác em lúc đó thế nào? Dạ buồn lắm. Tôi rất khó xử.
khi mà tôi nói lên cái sự quyết định để cho con trai tôi. Không, cô phải nói điều đó. Chính ra cô phải nói điều đó, chứ không nói là không được. Đúng rồi. Cô là người ở giữa, ở đây ai cũng hiểu điều đó. Quan trọng tại vì con cô thôi. Vấn đề mình thương cô gái này nè. Lúc đó là cái tình yêu nó mãnh liệt rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó nó vỡ lẽ ra điều đó. Nhưng khi mà mình chuẩn bị cưới thì lại nghe câu chuyện như thế nữa thì rất là đau lòng luôn. Thật sự lúc đó trong đầu em nghĩ là nên chia tay với cuộc tình này hay là như thế nào? Dạ cũng đã nghĩ tới việc chia tay. Tại vì lúc đó là con về quê luôn, là giống như là không muốn liên lạc gì hết nữa. Ở nhà thì mẹ con cũng cấm luôn. Nói chung là không có cho nghe điện thoại hay là bất cứ cái gì hết. Lúc đó là dạng như là xung đột giữa mẹ con với lại mẹ của anh Trí luôn á. Đúng rồi. Là khóc suốt thôi. Nhưng mà ảnh thương đó, lúc thời gian đó mẹ nói thôi bây giờ lựa chọn đi, một trong hai đứa thì phải lựa chọn. Thế là ảnh mới lựa chọn con. Chứ anh cũng khổ tâm lắm. Qua câu chuyện này mới thấy được rằng là cái tình yêu nó cũng mãnh liệt ở chồng con với con ha. Và cái tình yêu của mẹ chồng chấp nhận điều đó. Rồi chúng ta bỏ qua những cái chuyện đó đi. Bây giờ dạ. Nói tóm lại cho là có hai đứa con dễ thương rồi. Dạ. Ha. Cái ngày đầu về làm dâu á, rồi mình có làm tốt nhiệm vụ của nàng dâu hay không? Dạ, làm nói chung làm dâu với mẹ thì xuống lắm. Tại vì con là người Buôn Ma Thuột, còn mẹ với gia đình là người trong Sài Gòn. Ăn uống nó sẽ khác. Trong này sẽ ngọt hơn, ở ngoài thì sẽ mặn hơn mà khô khan hơn. Nói chung về chỉ có phụ các chị ở nhà rửa rau, rửa chén, rồi quét nhà vòng vòng lau nhà thôi. Còn nấu nướng là mẹ nấu hết. Con thấy nhiều gia đình là chị em bạn dâu hay xung đột rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà con được cái là nể là mẹ chồng con rất hay trong cái chuyện mà dạy dỗ các nàng dâu. Ba nàng dâu ở chung với nhau nhưng không có khi nào mà cãi nhau hay là cái gì hết. Hoặc là nếu mà có xung đột gì đó là mẹ con kêu ra liền. Ba đứa liền có vấn đề gì thì cứ nói hết với nhau. Nói xong rồi là thôi. À, hay là cái chỗ đó đó. Dạ. Thường trong gia đình á, đôi khi á, mẹ chồng nàng dâu không có mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn là giữa các cô dâu với nhau á. Dạ đúng. Nhưng mà tôi được có cái vậy nè, ba nàng dâu chung. Nhưng mà không bao giờ tụi nó gây lộn. Tôi chỉ buồn với nhau. Tôi thấy tự nhiên cái này đi ngang sao nó lơ cái đó kia lơ cái. Cái tôi hỏi con, tụi con có gì không? Nó nói dạ không mẹ. Cái tôi nói không, mẹ nhìn mẹ biết có. Cái bắt đầu tôi kêu, tôi hỏi từng đứa. Cái mới ra cái sự việc. Thì tôi kêu hai đứa lên ngồi. Tôi mới khuyên à, tụi con dầu gì cũng chị em trong gia đình. Không thể nào bỏ nhau được. Tụi con giận gì tụi con cứ nói chuyện cởi mở xong rồi bỏ. Coi mẹ làm trọng tài đó. Đó đó chú. Rồi nhiều khi tôi rầy đứa nào, cái nó nói mẹ ơi mẹ ăn cơm trước đi, chúc con ăn. Không được, con lên ngồi ăn chung với mẹ. Mẹ không bao giờ muốn cái sự việc mà giận hờn. Mẹ mà giận thì mẹ không bao giờ tụi con ở đây được. Nếu mà mẹ không thông cảm, mẹ mặt lớn mặt nhỏ giận hờn con thì áp lực nặng nề cho con. Làm sao con ở đây con làm con mẹ. Mẹ không có con gái, mẹ cưới tụi con về, mẹ không sanh con mà bây giờ mẹ được con gái. Mẹ rất là quý, nhưng mà tụi con phải tôn trọng cái lời nói, cái việc làm của mẹ chỉ dẫn con. Khi mà có chuyện gì tôi nói xong rồi thôi. Còn chuyện vui tôi đem tình cảm hồi xưa tôi trai gái đó kể lại cho nó nghe. Trời, kể luôn. Trời kể chú, kể cho nó nghe. Cháu nội đồ ngồi nghe cười, bà nội đồ ha, sắm xích lại cười. Nhưng mà khi nghiêm khắc là lên bàn nha con, nói chuyện, tức là chuyện gì nói xong cởi mở cho con cái nó nhẹ nhàng. Tức là tư vấn chuyện hôn nhân gia đình tình yêu cho con luôn hả? Nói dạ. Luôn chú. Có không? Có chứ tư chú. Tư vấn chuyện gì? Trời ơi, chị Lan hả? Chỉ dạy nhưng mà dạy cháu, dạy em thì dạy mạnh miệng à. Dạy dâu cũng nhắm mạnh miệng, sợ con trai mình nó cười. Trời ơi, thấy mẹ vậy mà mẹ cũng ghê nha, siêu đẳng nha. Dạy dâu dạy gì? Tại vì chị không phải là người mà ra đời phóng thoáng hay là này kia. Chị là hồi trước chị ở Tân Bình chị đi học. Nhưng mà giải phóng xong ở nhà chị lại về quê hương của chị. Thì về quê đúng một năm chị lập gia đình. Khi chị lập gia đình đó, thì ai cũng khen nói là vợ tiếng ngoan hiền dễ thương. Nhưng mà chị hạnh phúc được 3 năm chị mất hạnh phúc. Chị mất hạnh phúc đi tại giọng xã chị là dân bỏ cà phê. Bỏ cà phê cắt quán tiệm thì chị lại mất hạnh phúc đi. Mấy người bạn hỏi ê, hỏi thiệt Lan về vấn đề chăn gối Lan như thế nào. Đâu biết gì đâu. Tại vì nghỉ học xong mình lấy chồng. Cái ông chồng nó vợ nằm như cục gạch. Cái xong mấy nhỏ bạn nói đúng rồi, mày vậy bị mất chồng. Mấy nhỏ bán cà phê hả, trời ơi nó điêu luyện kinh khủng. Cái chị nói đây xin lỗi khán giả đừng có cười tôi. Cái mấy đứa bạn nó chỉ dẫn chị. Cái chị về chị thực tập ông nói ai dạy bà vậy. Ai dạy bà vậy. Cái chú biết sao, học chữ thì khó, học ba đó cũng dễ.
Cái xong cái bắt đầu chị chỉ mấy con em sắp lấy chồng, mấy con cháu sắp lấy chồng, chị chỉ rất là mạnh miệng. Mà tới con dâu chị á, chị sợ nó mất chồng nữa, chị chỉ. Nhưng mà có cái chị không mạnh miệng, sợ con trai nó nói trời ơi nhìn mẹ hả, cô lần vậy mà mẹ ghê thiệt nha. Nói chung là chỉ con dâu chuyện phòng the cho nó giữ chồng nó. Đúng rồi, nghe cô nói đi. Nghe cô nói cũng về lấy chồng ghê hả. Mai chỉ cho Lộc nó bài nha. Nó chưa biết gì đâu nha. Mẹ chỉ sao, có thể kể cho mọi người nghe mẹ chỉ gì? Chắc là cũng mua quần mua áo rồi. Dạ đúng đúng rồi đó chị. Dạ mua đồ, mua quần mua áo rồi. Quần áo bình thường mẹ chồng nào mua quần áo cho dạ, con? Dạ không, quần áo bình thường nó khác, còn quần áo trong phòng kia nó khác chứ. Dạ trong phòng the. Phòng the. Phòng the là mặc quần the áo the hả? Dạ không, ý là mình mặc cái đồ nào mà cho nó sexy, nó gợi cảm á chứ. Nhưng mà là mẹ đi mua cho mình hay là mẹ chỉ mình mua? Dạ đi hay đi chợ chung với mẹ lắm. Các chị trong nhà cũng vậy, nói con ơi hôm nay là chở mẹ đi chợ mua bộ dài đi, là chở đi bộ mua bộ dài. Nhưng mà dụ lướt qua cái hàng đồ lót ha, thấy cái nào đẹp đẹp là kêu lại liền, đó là lựa. Dạ nói chung là ba chị dâu thì mẹ đều chỉ hết, mỗi lần nói chuyện cười hay là chuyện gì cũng ba bà dâu với là mẹ ngồi nói chuyện cười. Vậy quá dễ thương rồi, mẹ chồng dạ. Quá tâm lý luôn rồi. Dạ rất là tâm lý luôn. Làm sao để giữ được chồng là cũng do mẹ chồng vậy đó. Nhưng mà vấn đề còn lại là cái chuyện không hợp á, mình cảm giác là mình không hợp nhau điều gì? Chỉ có một lần như vậy nè chú, tôi cũng giận thằng Trí chồng nó. Cái tôi vô tôi đang lầu bầu với con chị dâu thứ hai, thì con Vi tôi không biết nó nghĩ là chồng làm sai chi để mẹ buồn mẹ nói, hay là nó nghĩ là mẹ nói vậy nó cảm thấy là binh chồng. Nó điện thoại kêu Trí vô, kêu Trí vô. Trí nói mẹ ơi con đâu có nói gì, sao mẹ rầy con? Nói ủa sao mẹ rầy con không biết. Nói con Vi nó nói. Cái xong cái chị mới la, chị nói là Vi ơi con nghĩ gì mẹ không cần hỏi con, nhưng mẹ chỉ khuyên con một lời, mẹ có giận Trí mẹ nói gì đó, con có binh Trí, Trí chồng con là gì của mẹ, là con trai của mẹ. Khi nào người hàng xóm có những cái lời nói đó thì con có thể là con binh giật chồng mình thì được. Thì thôi bây giờ mẹ nói cho con nghe, con chưa có hiểu ý mẹ, với lại con còn nhỏ, con chưa có nghĩ sâu sắc. Thôi từ đài sắp tới con đừng có ý nghĩ đó, con bỏ đi. Thì từ đó đến giờ thì không có gì. Có bao giờ con buồn mẹ con mà con khóc, con muốn gọi là về nhà riêng của con không? Dạ không có, chỉ có một lần mẹ kể hồi nãy đó thôi. Là lúc đó con mới sanh hai đứa. Thường cái tâm lý mà mới sanh á, nó hay rất là khác cái người bình thường. Thì bữa đó là ở trên lầu thì mới nghe ở dưới mẹ nói chuyện với chị vậy đó. Tự nhiên cái trong lòng nó bực tức lên, cái mới cầm điện thoại gọi cho chồng liền, nói anh vô anh coi mẹ nói gì anh kìa. Nó là chồng con vô rồi làm đùng vậy đó. Ủa sao mình không có chuyện mình nói thẳng mẹ chồng mà mình phải nói qua chồng mình? Dạ tại vì mẹ đang nói về chồng Dạ đang nói về chồng con, mà mình con thì đang giữ hai đứa nhỏ ở trên lầu. Những cái lần mà con buồn mẹ con á, con có hay nói với chồng con không? Dạ cũng hay tâm sự mét chồng á ha. Dạ giống như nói là hai chồng chiều về cái kể chuyện với nhau ha, chuyện hàng ngày đâu vậy thôi chứ không có mét. Hôm nay chồng em có gửi cho chương trình lá thư này để anh đọc. Chắc chữ xấu lắm á chú ơi. Hả? Chữ xấu lắm, xấu luôn lắm hả? Dạ hồi đó viết thư tỏ tình chữ xấu lắm. Kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu, khi nghe vợ con nói là tham gia mẹ chồng nàng dâu với mẹ mình thấy cũng hay hay, đi tham gia đi cho mẹ chồng nàng dâu thêm khăng khít. Nói về những kỷ niệm thì thiệt tình á, là không thể nhớ vì cũng đã lâu quá rồi. Hiện tại giờ thì tình cảm giữa mẹ và vợ con đã ổn. Con chỉ mong á, mẹ chồng và nàng dâu sẽ không còn khoảng cách. Cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho mẹ chồng nàng dâu được thêm hiểu nhau hơn. Con cảm ơn chương trình. Hết. Viết cũng gọn quá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều. Câu chuyện ngày hôm nay quan trọng vẫn là người thuyền trưởng. Dạ đúng rồi. Người thuyền trưởng này mà gọi là tính toán không kỹ, không biết phân giải thế nào thì rất là mệt luôn ha. Rồi chúc mừng sự hạnh phúc đó. Dạ dạ. Hôm nay cô có muốn con dâu mình thay đổi điều gì không, nói với nó luôn đi. Mình muốn là con dâu mình lúc nào cũng hiểu ý chồng để sống được hạnh phúc với lại chồng con. Dâu cũng muốn nói gì với mẹ chồng không? Dạ thì cũng con chỉ mong là mẹ với bà ngoại có nhiều sức khỏe,
để luôn ở bên con cháu, mà còn để mà còn dạy dỗ tụi con nữa. Rồi hai mẹ con ôm chặt nhau đi. Ở nhà ôm hoài chứ. Ôm hoài hả? Dạ. Rồi một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình. Chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Dạ. Chúc ngoại khỏe, chúc hai ngoại, nội ngoại khỏe hết nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chương trình. Dạ chưa hết ạ, chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Dạ đây còn phần quà dành tặng cho cả gia đình mình luôn, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Cảm ơn chú và cảm ơn chị. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn con nha. Cảm ơn khán giả và cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn câu chuyện hết sức thú vị của cặp mẹ chồng nàng dâu đầu tiên. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp mẹ chồng nàng dâu thứ hai. Cách nói chuyện với món nói chung là nó tạo trên từng hạt gạo luôn á. Nói chuyện với thú hết. Ba cần thông báo với bạn bè người ta đám cưới nghe. Cái nói trời ơi, ủa mày quen nào đám cưới nhanh vậy? Tao cũng cưới tao quen nào, nó má tao quen thôi. Xin mời. Xin chào mẹ chồng nàng dâu. Chào cô. Rồi, mời mẹ chồng ngồi. Chào chị ạ. Xin mời chị ngồi. Xin mời mẹ chồng giới thiệu cho mọi người cùng biết. Dạ, kính chào MC Nguyễn Linh. Dạ. MC Lê Lộc. Dạ. Dạ, kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình bạn muốn hẹn hò. Mẹ chồng đi. Không sao, nếu bạn muốn hò cũng được. Bữa nay mình hẹn hò, mình nói về mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Con ai mà chưa có gia đình cũng đến hẹn hò cũng được nha. Dạ. Dạ, tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trương Liên Hương. À, hiện tại 52 tuổi. Hiện sinh sống và buôn bán tại chợ Dọc Tiến, huyện Dọc Tiến, tỉnh Bình Dương. Trẻ quá trời luôn. Dạ, còn đây là con dâu của tôi. Dạ. Chào chú Hương Linh, chào Lê Lộc, chào tất cả mọi người. À, con tên là Phạm Thùy Như, quê của con là ở Cần Thơ, nhưng mà con về làm dâu với má được 9 năm rồi, con về ở sống tại Dọc Tiến luôn. Gia đình mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ, được 2 bé rồi. Một đứa thì học lớp 1, còn một đứa thì học lớp chòi. Dạ. Vậy con lấy chồng là mấy tuổi? Dạ con 23 tuổi. Đi sớm à? Dạ, ham chơi chú. Dạ, thú thật với MC Quyền Linh, MC Lê Lộc cũng như quý vị khán giả đây đến với chương trình này là do cũng dâu. Nó má ơi, đi thi đi cho vui lắm má ơi, đi làm kỷ niệm cho con. Rồi con nó thấy đó là nó dạn dĩ với lại nó tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Đúng dạ. Rồi, sau này á là gia đình chứ, coi lại thấy. Thôi đi chơi, thôi má ngại lắm, má run lắm, má không dám đi đâu con ơi. Có coi chuyện này thường xuyên không? Dạ, nãy giờ cái tay lạnh ngắt luôn á. Run ngủ không được mấy ngày nay luôn. Rồi, rồi. Sợ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu tương lai này đó. Dạ. Trước đó 9 năm đó, mình thấy cô con dâu thế nào? Thú thật là lúc gặp dâu mình là ở miền Tây trong một cái dịp lễ đám giỗ của người gì. Rồi thấy nó lúc đó nó mập mập, mẩm mỉm dễ thương lắm. Tóc thì dài, thước tha, rồi mắt thì to, cũng giống mình á, thấy cũng kết liền à. Thích thôi, nhưng mà lúc đó cháu cũng còn nhỏ, lúc 17-18 tuổi. Đúng rồi, lúc đó chắc chút xíu luôn hả? Rồi cái qua tìm hiểu thì biết nó là cháu của người chị dâu, con dâu của dì mình á. Dạ. Đó thì chỉ biết vậy thôi, 4-5 năm sau vậy đó, cũng dịp tình cờ về đó chắc có duyên. Đó rồi mới gặp nó lần nữa thì lúc nó cô ấy xinh xắn hơn, trắng trẻo, đẹp gái trưởng thành rồi. Kiếm gợi ý bà chị dâu thôi làm mai giùm biết. Trong cái cuộc hôn nhân này là chủ yếu là má chấm dâu, còn dâu kết má là cái về cái cứ ở chung với nhau thôi, chứ còn lại là chồng con là để là giống như là để phía sau đi. Trời ơi, mẹ đó. Kết trước. Dạ, mẹ kết trước. Rồi con dâu thấy được, ok. Mẹ dễ thương quá chừng luôn à. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng là chị ấn tượng điều gì? Lúc đó là lên là nấu nước mát uống, cứ ngày rễ chanh rau bắp gì đó nấu uống cái giận cái nấu nước mát uống ghét, nhà này uống nước mát ghét rồi mát hết rồi. Cái mình nghe cái từ cái cách cái cử chỉ cái cách nói chuyện của má nó rất cứ nghĩ uống nước mát cái da mặt mình nó đẹp vậy. Dạ. Nóng nảy thì nói mụn thì má chồng thì lại nhìn già chát à, già lắm, nhìn nó trời không nghĩ suy nghĩ bụng biết hồi đó sao má nghĩ sao má lấy má đẹp má trẻ mà má giỏi. Cách nói chuyện của má nói chung là má tạo trên từng hạt gạo luôn á, nói chuyện với thú lắm. Má còn thông báo với bạn bè ê tao đám cưới đó nha, cái nó trời ơi ủa mày quen nào đám cưới nhanh vậy, tao cũng biết nó quen nào đúng má tao quen thôi.
dâu thì mình cảm giác mình hợp nhau những điều gì? Nó hợp với tao là nó thì hiền lành, nó cũng dễ thương, nó cũng sống vui vẻ hoạt bát với mọi người. Dạ. Nó có cái tâm hồn mà hướng thiện á, nó cũng giống như cái điểm nó giống má chồng. Dạ. Thương người lắm. Còn... lại cái nữa nè má, nó nhiều cực kỳ, chồng con nói vậy đó. Trời ơi, đã nhà con mình bả với nó nhiều rồi, cứ thêm nhỏ này về con vợ nó nhiều y bả luôn á. Hợp thích đi du lịch lắm. Dạ. Thích làm đẹp, thích đi hát ca, mặc dù hát không có hay. Con dâu nó mới xin đi học, nó biểu má cho con đăng ký con học cái khóa spa đi má. Thôi con làm có nổi đâu, con ốm nhách nhôm con làm gì nổi. Massage da mặt á cho đẹp chứ không phải massage body đâu. Dạ. Cái đó ủa gì hả, vậy đẹp được, kệ má ủng hộ. Có dạ. Cái điều gì mình cảm giác mình không hợp giữa hai mẹ con không? Dạ cũng có chứ, như cách dạy dỗ con của nó chút xíu. Má thì chỉ có một mình con một thôi, thành ra má cưng lắm. Còn mình thì lại thích cái sự nó con cái là phải vô cái nguyên tắc khuôn khổ của gia đình. Dạy xong cái mình nói con cái cách đó đó, cũng giận lên mới nói mày đang nói tao hả? Mới giận mới vô mà không ăn uống thì nằm phòng á. Cái cũng biết là cái cách đó là mình đã biểu đạt hơi sai khi có má ở đó. Cái mới cũng đi vô xin lỗi má, má con mà lỡ có ý gì mà nói để cho má phiền lòng á thì cho con xin lỗi, nhưng mà con không có ý nói má, con chỉ muốn con nó tốt hơn mỗi ngày thôi. Cũng vì cái chiếc điện thoại, cái điện thoại của đứa cháu nội nó coi. Dạ. Dâu tôi thì nó không thích con nó tiếp xúc với điện thoại nhiều tại mắt nó cũng hơi yếu. Cái là a mà rồi cứ mỗi lần lâu lâu cái nó kêu a mà cho con mượn coi đó, bữa đó mấy chị ấy đâu về không biết nữa. Cái chị ấy thấy tức quá, đang giận chồng mà lôi vô phòng đóng chốt đập cho một trận. Trời. Tôi mới nóng ruột, tôi thấy bé khóc quá trời, tôi vô tôi can. Dạ. Tôi kêu mở cửa ra, thôi quánh nó như đó được rồi. Đó, mình sợ cháu mình nó ảnh hưởng thần kinh, tại vì thấy nó tâm lý nó yếu, mỗi lần mẹ nó hay la thì nó lại run rẩy không. Mình sợ nó, nhỏ lớn á, tự trong đó nó lớn tiếng là má đừng có dạy binh nó nghe má. Để con dạy nó, chứ không thôi mốt giống chồng con à. Tại chồng nó thích hay chơi game á, thấy điện thoại đó nó tức vậy. Cái trời, tự nhiên nghe câu đó cái mình nghe mình bất ngờ, từ nào dân dâu mình đâu lớn tiếng mình dữ trời. Dạ. Nay sao tự nhiên nạt mình, cái tự nhiên mình bị tổn thương vậy, buồn chạy về phòng khóc ngủ. Thôi hồi cái ngày đó không ăn uống vậy, cái nàng dâu nó cũng biết, nó biết là nó cũng quỳ gói, nó xin lỗi má tại con giận chồng con, cho nên là con mới lỡ lời thôi, chứ con có ý gì con chửi má gì hết trơn á. Về có giận chồng cũng đừng chửi chồng, con chửi má chồng luôn, chửi luôn má chồng luôn. Đầu cái cũng hai vợ chồng cũng chưa có, không có hiểu tính ý chồng á, giận nhau cãi lộn đánh lộn cho nó làm tung lung tung hết trơn luôn. Chỉ có má thôi, cái tức quá nhiều khi cứ nói ghét à má. Con thiệt á, có má con mới ở để chở sức, không có má con đi mất đất rồi đó. Hiện tại giờ vẫn vậy, nhiều người ở ngoài chợ cứ nói ủa chồng mày là thằng nào tao không biết luôn á, mày gái của bà Hương hả? Con dâu đó. Hai chồng gây lộn thì con có mát má chồng không? Dạ có chứ, tức quá nói hoài cũng được, cái cũng nói má ảnh vậy 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 đó. Cái xong cái má nói mẹ cái thằng chó đẻ, cãi nó đi con, cãi nó đi, mẹ con mình bà cháu mình sống gì được rồi. Thì cũng cái câu nói nó, cái cách nói của má ngày xưa mà con đồng ý là vậy nè. Mới lại chơi thời lúc đó mà mới về cái nghe cách má nói chuyện với chồng, à mày biết vậy với mày, giờ này sáng bét không biết dậy ăn uống cho ngủ giết người ta bao tử đi như mày cứ nói vậy cho đẻ mày nghe chưa. Mình nghĩ bụng nè, trời ơi tự nhiên cũng có chữ cho đẻ không biết rồi ai đẻ ra ma không biết không chết luôn. Mình dưới quê cứ... hay chữ chó đẻ ha. Dạ. Chó đẻ này mệt. Mà trong khi mình đẻ ra nó mà chữ chó đẻ đó. Có bữa nào mà chồng con vừa bị má chửi vừa bị con chửi không? Có chứ. Vậy tính ra anh chồng chị cũng hiền chứ đúng không? Đúng rồi, anh hiền lắm. Thì anh cũng thấy con đẹp nên anh phải cưới. Dạ, hồi xưa con không đẹp đâu, anh chửi con nó đó mập tù lù, xấu như con heo. Cứ vậy đó, đó về anh nói là đó mập mới thương lắm, mà con thích như ngày xưa. Con có tổ chức sinh nhật cho má không? Dạ cũng có. Lần đầu tiên năm con nhớ lúc đó là má nằm trong phòng rồi, cái điện thoại cho chồng. Anh ơi bữa nay sinh nhật má nha. Anh đi đặt cái bánh kem đi, rồi cái đặt cái bánh kem xong cái má chứ bá đi vô phòng ngủ rồi, cái bắt đầu đi vô gõ cửa má, gõ cửa xong cái đi vô cái rỡ thở đèn vậy nè, hát cho má nghe chỉ vậy thôi á, chứ cũng không có làm gì lớn. Cũng có lúc má nói nhiều quá rồi, cái thấy ông chồng á thì là đàn ông mà đâu có thích nói nhiều, mà má cứ nói nhiều mấy chuyện mới cứ diễn giải ra nè, mày phải làm này nè, mày làm này xong mày bắt qua cái này nè, mày xong kìa mày tới cái này nữa nè. Mà đàn ông thì nó thích làm cái nào nó làm, miễn nó làm xong nó hết công việc của nó là thôi vậy đó. Cái anh tức quá anh đình công,
rồi a làm má làm, rồi cái mình cũng nói má cái nào má la thì má la, nào chốt lại má nói thôi chứ má đừng nói nhiều quá, nói nhiều anh không có nghe, anh không nghe rồi cái anh để đó mình làm nữa, cái nó tao có nói gì đâu, người ta chỉ nói tao chỉ làm thôi, nào làm dễ không chịu làm đi làm mấy cái khó. Ủa nhà má làm gì, nghề gì? Dạ ngành nghề kinh doanh là dịch quay. Trời ơi, tài dạ. Mấy chục năm rồi, hai mấy năm rồi chứ. Dịch quay rồi có heo quay không? Có luôn. Ủa nhưng mà vậy sao nói em thấy chị xin đi học mà spa. Thật ra thì trước kia là mình học dược. Rồi mới về nhà chồng á, thì mình thì có một con trai một à, cho nên mình cũng ham cháu. Nói thôi con ấy từ từ đi xin việc làm để sanh cho má mấy đứa cháu đi đã. Mà vậy rồi chị đi học spa rồi sau này cô có mong muốn là chị sẽ tiếp quản cái truyền thống của nhà mình không? Tiếp quản thì chắc con trai, cần người thì nó mướn người. Chung thì ở nhà ông xã với cô thì cũng phụ quả nó được. Mở tiệm thuốc tây cái bên là nó rất hợp lý rồi, đúng nghề của con luôn. Dạ. Ăn thịt heo quay qua đây mua thuốc. Gì kỳ á. Chồng con có gửi chú lá thư để chú đọc cho nghe. Trời dài dữ vậy. Hôm nay hai người phụ nữ yêu thương mình nhất tham gia chương trình. À, mình cũng cái gì khó đọc quá chú Linh, khó đọc quá chương trình thấy được không, mình được không? Con dịch cho con, có con có cái bản dịch nè. Ủa vậy hả? Trời, có dịch nữa. Dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt. Dạ. Lâu nay con rất vô tâm, không để ý đến cảm xúc của má, cứ để má lo lắng và hay buồn vì con. Nhưng nay con đã có hai đứa con, con hiểu được những lần má la rầy con là vì má thương con. Con hứa từ nay sẽ chú tâm cho công việc, con sẽ làm nghề gia truyền của nhà mình và phát triển thêm nữa. Má tin con nha má. Anh cảm ơn em đã đến bên anh. Em đã cho anh thấy giá trị của gia đình là như thế nào. Cảm ơn em đã nuôi dạy hai nàng công chúa thật ngoan. Tuy anh không nói ra, nhưng thật ra là anh thương em nhiều lắm. Trời ơi, ta nói nó ngọt. Nó ngọt còn hơi vía lùi đó mọi ơi. Con đọc mà con nổi hết cái da gà. Anh có hay nói những cái lời hoa bướm này không chị? Để không, chỉ khi nào xỉn lên hỏi anh có thương em không. Có chứ sao không, chứ dễ ra đấy. Tại sao phải chờ xỉn em mới hỏi? Bình thường hỏi đâu nói. Hỏi đâu nói đâu, những cái xỉn nó hỏi. Anh sống nội tâm lớn, anh ít có bộc lộ tình cảm lắm. Trời đất ơi, thương thì thương để trong lòng vậy thôi chứ ít có bộc lộ được. À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Dạ. Tham gia chương trình. Dạ. Hôm nay con có muốn nói gì với mẹ chồng con không? Nói đi. Nhiều khi con có giận con có la con thì má cũng lơ đi chút xíu đi. Tại vì con chỉ la con thôi chứ con không có ý gì với chồng con hay với má hết. Thôi má, qua chương trình này má cũng hiểu con được rồi. Dễ thương ha. Mẹ chồng nàng dâu rất dễ thương luôn á. Hai người đẹp ngang nhau luôn ha. Hai người dễ thương như nhau. À, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Quà tặng dành cho cô là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Alabio, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Sản phẩm được nhập khẩu từ Nhật Bản. Ala vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Và đây là phần quà dành tặng cho cả gia đình mình, đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn cô và chị đã đến với chương trình ạ. Dạ, cảm ơn chú Quyền Linh, cảm ơn Lê Lộc. Và bây giờ sẽ đến phần bốc thăm trúng thưởng dành cho khán giả tại trường quay. 18, đúng tuổi luôn. 18 đúng rồi. Rồi, đúng luôn. Quà tặng là một nồi cơm điện Akino trị giá 350.000 đồng. Vâng, và khán giả xem truyền hình cũng có cơ hội nhận được một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino khi trả lời câu hỏi thông qua trang fanpage của chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn luôn quan tâm dõi theo chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu với những cái câu chuyện vô cùng xúc động, với những câu chuyện đầy tiếng cười. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình. Và xin được cảm ơn nhãn hàng Alabio, thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người bệnh đái tháo đường đã đồng hành cùng với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chúng tôi vào lúc 15:40 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, Quyền Linh và Lê Lầu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trải qua hơn một năm phát sóng, chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đã có rất nhiều câu chuyện được chia sẻ, giúp gắn kết mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Con pha nước cam cho nó uống được rồi, con ăn yết đi, kệ nó. Bây giờ mà nói là em thương ba chồng hơn ba ruột.
hãy đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu cùng hai MC Quyền Linh và Lê Lộc. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng Mẹ Chồng Nàng Dâu. Mặc nhà em đi ra đường sao? Em có cái quấy chống nắng, em túm lại em đi tới chỗ. Thấy mẹ chồng túm lại, xong ra ngoài đường mở ra. Tới chỗ cơ quan thì mở ra. Tới cơ quan mới mở ra. Tới cơ quan mới mở ra hả? Tệ đúng rồi, vậy chứ đặt giờ đâu. Rồi ở nhà ai là người nấu cơm chính chị? Nhà mẹ. Em đi làm. Nhưng mà hồi xưa là vợ đậu, nhưng mà bây giờ hết vợ đậu rồi. Giờ nấu ngon rồi. Giờ nấu ngon rồi. Nè.